gì vậy? Rồi mắc cái chốc gì, mặc đồ gì mà mặc quần ba ta, bắt thùng gì vậy ông nội? Thì nó phải có cái thùng với người ta chứ. Thời trang bây giờ nó phải có cái thùng. À? Bà cũng tranh thủ đóng thùng đi. Thì điên hả? Ai mặc áo dài bắt thùng cha? Thì đó. Tào lao. Nè nói nghe nè, hát cải lương là mà hát cho nó đúng. Hát cho đàng hoàng, bây giờ hát đàng hoàng là tặng bà con coi. Rồi hát nửa đời hưng phấn hát. Nửa đời hưng phấn vô. Dạ xin lỗi bà con, tại nãy em bị liễu thôi, để em hát đàng hoàng lại. Nửa đời hưng phấn xin được phép bắt đầu. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em để mừng ngày em xuất gia cho vui lòng. La nhỏ chạy nghe thôi, đi đâu vậy? Ờ hát đi, hát đi, hát đi. Làm tụ khốn à. Tự nhiên ta đang hát cái la mà không muốn xuất quần luôn à. Bà hát lại cho mày làm gì mà la tôi. Trời đất ơi, tôi thấy nhỏ chạy nghe nó đi đâu vậy? Nó bị tím hồng nha ông nội. Bà khỏi bị tím nó vẫn hồng. Cái gì hồng? Hát đi. Quỷ yêu hà. Yêu ma quỷ nguyệt. Gì? Hát đi. Âm binh là kịp lộn. Dẫu biết rằng em có thành hôn với ai đi nữa thì chị cũng ráng về với em. Sao bà cứ đưa cái trả cho mặt tôi hoài vậy bà? Dạ. Hả? Sao lấy cái cục đó đánh cho mặt tôi hoài vậy? Trời ơi là trời ơi, mình phải có tế nhị với đàn bạn gái gì mà không có tế nhị gì hết trơn vậy trời. Tế nhị gì? Giờ muốn sao? Muốn sao là muốn sao? Sao cái mỏ là bạn gái gì mà chửi cái mỏ đưa ra trước cái gớm? Người ta đàn bạn cái là người khác góp ý là mình phải nghe. Chứ ai phụ nữ gì mà chửi sơ sả sơ sả vậy? Ủa bây giờ ông góp ý đúng thì tôi nghe, ông góp ý không đúng thì tôi phải cãi chứ. Trời đất ơi, hèn gì ế. Ủa tôi ế thì kể cả tôi mắc mớ người ta ông. Sao bà lại thấy người quen ta gặp ở đâu rồi á? Quen gì? Bà này chắc chắn không phải người cao lãnh. Tại vì, bị quà đúng rồi. Cái người con lãnh không có ai mà cái mỏ như bà hết trơn á. Chỉ cùng phòng với tôi đó. Người con lãnh là tên nết na thùy mị. Thấy chưa? Người con lãnh chỉ có một mình bà này ồn ào thôi. Còn lại nết na thùy mị thấy không? Đó, mấy đứa nhỏ gái đứng nó quạt thấy ghét không? Vậy? Gì má? Bà, má tôi má. Ờ, gì má? Đọc trường gian mệt quá. Thôi đi má. Ê bà già. Cái gì? Xây vòng coi. Xây vòng nữa coi. Cắt mặt nha quý. Cái gì vậy? Nhớ anh không? Quý già này là ai? Kiến cắn hả? Ồ, em nhớ anh rồi, anh nhớ em không? Làm sao tôi quên bà được? Trời. Người đàn bà mười mấy năm ngày trước cũng tại cao lãnh này mà bỏ tôi ra đi. Trời. Không một lời từ biệt. Trời. Bà là ai? Trời. Quỷ già vô duyên. Nãy giờ người ta lấy tâm lý lên quá trời luôn, không nhớ em thiệt hả? Bà là ai? Em đi. Ai? Em là Phi Nhung đây. Bà ném giùm Phi Ngựa cho Phi Nhung rồi. Em Nhung mà ta đẹp lộng lẫy. Hải, cái đó là Phi Nhung ca sĩ. Còn em là Phi Nhung mà bán phi hành phi tỏi ngoài chợ đó. Tôi nói chơi đó cho tôi nhớ, bà làm sao tôi quên được. Mười mấy năm về trước bà không về bà kiếm tôi. Bây giờ tôi già rồi, bà về bà kiếm tôi để làm gì? Mừng ư? Cái gì? Tại vì ngày xưa em có nỗi khổ Mừng à. Nỗi khổ?